Hôm nay Nhất sẽ hướng dẫn cho mọi người một số kỹ thuật giải bóng đá của địch thủ. Sau đây thì Nhất sẽ mời bạn Phước vào để hỗ trợ. Cơ bản trong môn Thái thì khi mà địch thủ đá thì chúng ta sử dụng đòn gối để bè. Khi địch thủ đá chân phải thì chúng ta sẽ sử dụng gối trái chúng ta bè. Còn khi địch thủ đá chân trái thì chúng ta sử dụng gối phải để bè. Khi bè thì các bạn mở cái hướng mũi chân ra ngoài để phần xương chúng ta sẽ cứng lấy cái phần ổn quyền của địch thủ. Đó là đòn đầu tiên là đòn bè. Cái thứ hai khi địch thủ đá thì chúng ta sẽ sử dụng đòn đạp để cản. Khi địch thủ đá chân trái thì chúng ta sẽ sử dụng chân trái để cản. Còn địch thủ đá chân phải thì chúng ta sẽ sử dụng chân phải để cản. Hoặc khi địch thủ đá tập trung phần đá phần trên thì địch thủ chỉ còn là một trụ thì chúng ta sẽ sử dụng đòn quét trụ ở trong. Khi địch thủ đá chân phải thì chúng ta sẽ di chuyển qua và sử dụng chân trái để quét trụ. Khi địch thủ đá chân trái thì chúng ta sẽ di chuyển qua. Sử dụng chân phải là